Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đây là chương trình 5 phút lời Chúa hàng ngày của Trung tâm Mục vụ Đa Minh tại Houston thuộc vụ Thánh Vincent Liêm dòng Đa Minh. Đây là Linh Mục Gioan Hoàng Sơn. Hôm nay là ngày thứ hai tuần lễ thứ 12 mùa thường niên. Giờ đây xin mời quý ông bà và anh chị em lắng nghe tin mừng Thánh Matthew chương 7 câu 1 đến câu 5. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em: Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Một phóng viên người Ý có lần hỏi Đức Thánh Cha Francisco về kinh nghiệm giải tội cho những người đồng tính. Đức Thánh Cha trả lời: Nếu người đồng tính đó có lòng thành và có lòng ao ước tìm kiếm Thiên Chúa, thì tôi là ai mà dám lên án người đó? Đức Thánh Cha còn nói thêm: Con người không nên định nghĩa theo khuynh hướng tình dục của họ. Chúng ta đừng quên rằng Thiên Chúa yêu thương tất cả tạo vật của Ngài, và chúng ta được tạo dựng để đón nhận được tình yêu vô biên của Ngài. Tôi thiết nghĩ người đồng tính đến để lãnh bí tích hòa giải, họ nên chọn sống gần Chúa, và chúng ta cùng cầu nguyện với họ. Bạn có thể hướng dẫn họ cầu nguyện, chỉ họ lòng thiện chí, chỉ họ con đường để đi và cùng đồng hành với họ. Đức Thánh Cha chia sẻ như vậy. Thực tế cho thấy trên đời này không ai mà không có cái tội xét đoán người khác hoặc xét đoán sai lầm và công bằng. Ví dụ, có ai đó khen mình hát hay, mình đánh đàn hay, mình đọc sách thánh hay, thì mình chỉ biết chép miệng và nói có gì đâu, Chúa cho đấy mà. Còn hễ một ai góp ý hoặc chê bai thì mình sững cổ lên. Hoặc cũng cái tội đó mình phạm thì mình tự an ủi và thầm nhủ: Khối gì kẻ phạm tội đó. Còn người khác khi cũng phạm cái tội đó thì chúng ta lại dễ dàng xét đoán và lên án ngay. Cũng giống như câu chuyện người phụ nữ ngoại tình bị bắt quả tang ở trong tin mừng Gioan chương 8. Theo luật, tội này phải bị ném đá. Nhưng Chúa Giêsu giải quyết bằng một câu nói: Ai trong các ông không có tội thì cứ lấy đá mà ném chị này trước đi. Nghe vậy, họ lần lượt bỏ đi. Cụ thể, bài tin mừng hôm nay, Chúa cũng dạy chúng ta điều tương tự. Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt
người anh em. Nhiều lúc mình thấy tội người khác rõ hơn tội của mình. Chúa Giêsu vạch rõ tính cách của nhiều người trong chúng ta. Thường thì không thấy lỗi lầm của mình, nhưng lại soi mói, dò xét cái lỗi của người khác. Mà lắm khi cái lỗi của chúng ta nó còn lớn gấp trăm lần cái lỗi của người khác. Tóm lại, như lời Chúa Giêsu dạy, anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Nghĩa là khi chúng ta dùng lăng kính chủ quan của mình để xét đoán người khác thế nào, thì chúng ta sẽ phải trả lễ trước mặt Thiên Chúa như vậy. Cho nên, khi xét đoán, chúng ta cần biết nhìn lại chính mình, nhất là trong lời xét đoán về người anh em đó có thực sự khách quan hay không, có thực sự vì yêu thương anh em và vì sự thật hay không. Xin Chúa luôn giúp chúng ta biết nhìn nhận ra con người tội lỗi yếu đuối của mình và biết thông cảm đón nhận người khác. Amen. Người soi tôi.